Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn các cách tính điện trở hạng dòng trong các đèn led bulb 3W có trên thị trường. Ở đây là những cái đèn led bulb nha các bạn. Đây là led bulb 3W ha. Các bạn nhìn nè. Đây là nó sử dụng con chip led 5030. Ở đây có số lượng chip led là 6 con chip led 5030. Còn đây cũng là đèn led bulb 3W ha. Nó dùng chip led là 3528. Số lượng chip led ở đây là 8 con. Thì sau đây mình sẽ tính cái điện trở hạng dòng cho cái đèn led bulb nha các bạn. Nó dùng hai loại chip led là 3528 và 5030. Ở đây cái cách tính này các bạn, nó phụ thuộc vào cái số lượng chip led ha và loại chip led mà người ta sử dụng cho bóng đèn. Thì đây mình sẽ áp dụng trên cái đèn led bulb 3W, dù nó dùng chip là 3528, cái số lượng là 8 con led, và dùng cái chip led 5030, số lượng là 6 chip led ha. Lưu ý nha các bạn, cái mạch cấp nguồn ở đây á là nó cùng là cái mạch nguồn hạ áp trực tiếp từ nguồn 220V và nó cùng điện áp ngõ vào VCC. Đồng thời trong video trước đó, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà để cho chip led nó bền hơn á, là các bạn nên chọn nè cái điện áp của chip led là nó nằm trong khoảng từ 2,2V nè đến 2,8V thôi. Đồng thời cái dòng điện qua led á nó nằm trong khoảng là từ 20mA cho đến 60mA thôi nha các bạn. Đó, trong cái mấy cái này á là hai giá trị để cho chip led nó sáng, nó bền hơn. Ngoài ra nó có thể hoạt động ở cái mức điện áp hoặc cao hơn, hoặc là 3,2V, hoặc là cái dòng mắt của nó lên 150mA. Tuy nhiên đối với những cái này á là nó sẽ ảnh hưởng đến chip led, làm cho chip led nó dễ bị cháy nha các bạn. Đồng thời nó tỏa đây là nhiệt nhiều quá, nó hao điện. Thì đây cái mức này á là cái mức ổn định, đồng thời nó vừa đủ sáng mà nó sẽ không làm cho chip led nó hư vì nó quá dòng quá nhiệt á. Còn một vấn đề nữa các bạn lưu ý cho mình, nó sử dụng cái chip led nè 3528 và chip led 5030. Thì đây á, theo nhà sản xuất đó các bạn, cái chip led 3528 á thì cái công suất của nó và công suất hoạt động của nó lại nhỏ hơn cái chip led 5030 nha các bạn. Thì những chip led 5030 thì nó tất nhiên là nó sẽ sáng hơn cái chip led 3528 ha. Tuy nhiên ở đây á, về mặt cái số lượng thì cái chip led 3528 trong cái đèn led này á nó sẽ nhiều hơn các bạn, nó 8 con. Còn đối với chip led 5030 nó chỉ có 6 con thôi. Ở đây á, trong những cái đèn led như thế này, người ta chọn các bạn theo cái công suất của chip led luôn nha. Nhưng chip led 3528 á thì người ta sẽ chọn là cái led của mình á là mức min, đồng thời VLED của mức min luôn. Là mức min là mức 2,2V nữa các bạn. VLED đó nó hai, người ta chọn 2,2V và đồng thời ILED đó chọn là dòng là khoảng 20mA thôi nha các bạn. Đối với cái đây là đối với con chip led 3528. Còn đối với chip led 5030 á, người ta sẽ chọn là VLED là VLED đâu chứ không phải VLED các bạn, là khoảng là 2,8V thôi. Đồng thời á, tại vì cái công suất của chip led 5030 á nó sẽ cao hơn chip led 3528 nên người ta chọn ILED nó nằm trong khoảng là hơn một chút xíu nha các bạn, khoảng 30mA. À, đối với cái chip led này nè, ILED nó nằm trong khoảng 30mA, nó nằm khoảng giữa này hay này các bạn. Rồi các bạn nắm vững cái thông số này cho mình nha. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình đi đo kiểm tra các điện trở hạng dòng
rồi các chip LED từng trong từng bóng đèn LED nha. Cái nguồn cấp cho mấy cái đèn LED 3W này là tương đương nhau nha các bạn. Rồi ở đây mình sẽ vẽ một cái sơ đồ mạch nha. Đây là cái nguồn VCC nè, là điện áp á, sau chỉnh lưu á, nó sẽ cấp nguồn cho cái dãy chip LED này. Ở đây mình sẽ có một cái dãy chip LED là 6 con hoặc 8 con nha các bạn. Những cái chip LED này á, nó được mắc nối tiếp nhau, đồng thời nó sẽ qua một cái con điện trở hạt dòng nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ tính cái giá trị điện trở hạt dòng bao nhiêu để mà làm cho các dãy chip LED này nó sáng và nó không bị cháy. Bên đây á, mình sẽ làm một cái công thức tính nha các bạn. Cái giá trị điện trở hạt dòng á, nó được tính bằng cái VCC. VCC đây là điện áp cấp nguồn cho toàn bộ cái dãy chip LED này nè, rồi có điện trở hạt dòng này luôn. Các bạn lấy VCC các bạn trừ đi điện áp của LED. Điện áp của LED là nó tùy thuộc nha các bạn. Như ở đây nè, VLED đó, nó tùy thuộc loại chip LED ha. Như 3528 á, thì VLED nó mình chọn á, người ta chọn là khoảng 2.2V. Còn đối với chip LED đó, 530 á, cái VLED mình chọn là khoảng 2.8V nha các bạn. Tại vì công suất nó lớn hơn ha. Đồng thời cái LED nó cũng thay đổi luôn nha các bạn. Đây các bạn dựa vào công thức này các bạn tính cho mình nha. Với chip LED 530. Rồi cái VLED nè các bạn, VLED mình thế vô 2.8V nè. Cái số lượng là 6 con. Thì mình rồi mình chia ra cái dòng á, các bạn nhìn cái chỗ này nè. Cái dòng mình sẽ lấy và 30mA. Còn đối với chip LED là 3528 thì các bạn cũng thế vô y như công thức này, là các bạn lấy 2.2V nè. Rồi các bạn nhân với số lượng chip LED. Số lượng chip LED ở đây á là 8 con ha. Rồi các bạn chia cho dòng điện qua LED. Dòng điện qua LED là khoảng 20mA, có nghĩa là 0.02A nha các bạn. Ở đây là còn qua con chip LED á, 5030 á, là 30mA. Thì mình quy đổi ra ampere là được 0.03A. Rồi vấn đề ở đây á, mình chỉ còn việc cái tính là cái VCC là cái điện áp cấp nguồn sau chỉnh lưu. Đây là cái điện áp cấp nguồn VCC nha các bạn, hai chân cộng trừ nha. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái điện áp VCC của cái đèn LED bóp 3W bằng bao nhiêu, rồi mình thế vô công thức là xong, tính được cái điện trở hạt dòng của hai loại chip LED 5030 và 3528 nha các bạn. Rồi đối với những búp LED búp này á, cái mạch nguồn của nó tương đương nhau. Thì đây mình sẽ lấy một hai cái sợi dây điện cộng dây điện nha các bạn. Mình hàn vô ha. Hàn vô chân VCC. Bên đây là có hai chân tụ ngó ra nha các bạn. Nè, hai chân tụ. Thì mình sẽ hàn vô hai chân tụ luôn. Đây là cái điện áp cấp nguồn cho nguyên cái dãy LED này hoạt động ha. Rồi mình hàn vô chân cộng chân trừ luôn. Nói chung là cách làm này rất dễ nha các bạn. Các bạn nói chung là các bạn để ý một tí là các bạn có thể làm được. Các bạn tính được cái điện trở hạt dòng ha, đảm bảo cho mấy cái chip LED này nó hoạt động tốt, nó không bị cháy. Rồi, như vậy đã xong nha các bạn. Mình sẽ các bạn lấy cái đầu kẹp nhanh các bạn nối với hàng vô ha. Các bạn kẹp vô cho mình. Rồi tiếp đây mình sẽ dùng một cái đồng hồ nha các bạn. Mình chỉnh vào cái thang đo khoảng 20V DC nha các bạn. Tại vì mình biết chắc á, cái điện áp này, điện áp ngõ ra này á, nó không bao giờ nó lớn quá 20V DC đâu. Tại vì những cái đèn LED bút công suất 3W này á,
là cái điện áp của nó là nó dưới 20V nha các bạn. Rồi mình sẽ chỉnh về cái mức khoảng 20V ha. Nói chung là các bạn cũng đều dễ hiểu thôi. Thì vì cái số lượng chip led này rất ít. Nếu mà điện áp nó cao quá thì nó sẽ chắc chắn là cháy chip led nha các bạn. Hoặc là các bạn sẽ tìm được cái con điện trở hạt dòng rất lớn. Khi mà điện trở hạt dòng á, đây nè, cái điện trở hạt dòng mà các bạn tính nó cao quá thì tự nhiên nó không, người ta sẽ không tới chế tạo. Tại vì cái tiêu công suất tiêu thụ của cái điện trở này nó càng ngày càng nóng nha các bạn. Nên người ta hạn chế. Người ta sẽ tính cái số lượng cái giá trị điện trở hạt dòng đó, nó thấp thấp một tí thôi để cho nói chung là đảm bảo cái công suất tiêu thụ của đèn luôn. Tại vì cái công suất điện trở nó cũng ảnh hưởng đến cái công suất của đèn luôn nha các bạn. Thì tiếp theo đây mình sẽ tiến hành mình đo điện áp ha. Các bạn chỉ cần tính cái VCC này cho mình đó là các bạn ra được tất cả cái điện trở hạt dòng của hai loại chip led 5030 và chip led 3528. Rồi các bạn chọn cái mức đo là khoảng 20V DC ha. Hai cái mạch cấp nguồn này giống như nhau nha các bạn. Đó là mạch nguồn áp mà. Đó các bạn kẹp vô thôi. Còn cái đầu này mình sẽ dùng một cái đuôi cắm nha các bạn. Rồi các bạn vặn vô. Rồi tiếp theo đây mình sẽ lấy một cái ổ cắm nguồn điện nha các bạn. Mình cấp nguồn cho cái đèn led này. Mình đo cái giá trị VCC nó khoảng bao nhiêu nha các bạn. Rồi mình bật lên ha. Các bạn thấy giá trị của nó không? Nó gần khoảng 20V nha các bạn. Cái VCC của nó. Đây giá trị mình đo được nha các bạn. Mình tạm tính là cái giá trị này á là khoảng là 20V nha các bạn. Rồi, mình đã tắt nguồn rồi. Như vậy mình sẽ lấy cái giá trị 20V cho nó dễ tính nha các bạn. Nói chung là cái này là các bạn tính toán như thế này á, thực tế với trong lý thuyết đó, nó cũng chắc chắn là phải có sai số. Thì cái nói chung là sai số mình chấp nhận được là ok. Đây là mình sẽ lấy cái giá trị VCC của nó là khoảng 20V ha. Rồi tiếp theo á, các bạn chỉ cần thế vô cái công thức tính là mình ok nha các bạn. Nào VCC ở đây á, mình sẽ điền là khoảng vô 20 ha. 20V DC. Có này là 20. 20. Rồi các bạn thế vô hết nha các bạn. Đây là VCC của nó nha. Rồi, các bạn thế vô công thức. Đối với chip led là 5030. 6 con chip led và chip led 3528 thì 8 con chip led nha. Rồi ở đây mình sẽ lấy một cái máy tính nha các bạn. Rồi các bạn, ở đây mình tính trước là cái bên con chip led 5030 ha, cái điện trở hạt dòng của nó bằng bao nhiêu. Các bạn lấy 2,8 nè, các bạn nhân với 6 con nha. Rồi các bạn lấy 20 các bạn trừ đi. Đã nó ra là khoảng 3,2V nha các bạn. 3,2V mà các bạn chia cho cái dòng điện qua led đó. Đối với chip led là 5030 á thì dòng điện mình tính tạm tính là khoảng 30mA là các bạn 0,03A. Rồi, cái giá trị của mình đó các bạn, mình sẽ R tính được giá trị hạn dòng của nó là 106 ohm nha các bạn. R hạn dòng nè, 106 ohm.
Rồi tiếp theo đây mình sẽ tính và cái điện trở hạn dòng là bên con dùng chip LED 3528. Rồi với cái mức điện áp là khoảng 2,2V trên một con chip LED. Các bạn nhân với số lượng chip LED là 8 con. Rồi các bạn trừ đi lấy 20V VCC các bạn trừ ra. Các bạn được 2,4V đó. Rồi các bạn chia cho cái dòng điện qua chip LED đó. Các bạn ILED của mình rồi đó, mình sẽ chọn là khoảng 20mA là khoảng 0,02A. Các bạn đổ ra ampe các bạn. Rồi giá trị của mình được là khoảng 120 nha các bạn. 120 ohm. Rồi các bạn thấy không? Như vậy á, đối với công thức này mình đã tính được cái điện trở hạn dòng nè, giá trị điện trở hạn dòng để hạn chế cái dòng điện qua chip LED. Thì mình tính được giá trị là khoảng 106 ohm đối với chip LED 5030. Cái số lượng 6 con nha các bạn. Còn đối với chip LED mà nó dùng 3528 á, số lượng 8 con thì mình tính được điện trở hạn dòng của nó là khoảng 120 ohm. Như vậy á, đây là cái công thức tính điện trở hạn dòng cho các chiếc LED. Các bạn có thể áp dụng đối với một số cái đèn LED khác luôn nha các bạn. Các bạn cần cái mạch nguồn hạ áp á mà các bạn tính được điện trở hạn dòng luôn, các bạn có thể dùng cái công thức này các bạn tính luôn nha. Thì đây á, là một cách tính khá đơn giản và dễ dàng, nói chung là ai cũng có thể tính được. Đây là cái cách tính theo lý thuyết nha các bạn, nhưng thực tế các bạn nhìn thấy nè, đối với chip LED 5030, các bạn nhìn thấy không, ở trên đây á nó sẽ có hai con điện trở 470 nha các bạn. Đây mình sẽ ghi nha các bạn. Cái này là phần lý thuyết nha các bạn. Lý thuyết ha. Cái này thực tế nè. Hai con điện trở 470. Hai con này là mắc nối tiếp nhau nha các bạn. Đây hai con điện trở 470 nha, nó ghi chỉ số là 470 nha các bạn. Rồi còn đối với con dùng chip LED 3528 á, thì các bạn để ý cho mình nè. Đây, nó sẽ có hai con điện trở hạn dòng 510 nha các bạn, là 510. Hai con điện trở này là mắc nối tiếp nhau luôn nha. Đây nè các bạn, lý thuyết của mình đó là 120 ohm, trên mà trên thực tế của nó trên bo mạch đó là nó sẽ có hai con điện trở 510 mắc nối tiếp nhau. Thì tương tự với cái dùng chip LED 5030 á, thì nó sẽ có hai con điện trở 470 mắc nối tiếp nhau. Thì theo cái mình một sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc chỉ số điện trở dáng SMD nha các bạn. Thì một số bạn đã biết rồi, một số bạn chưa biết á, thì một số bạn chưa biết có thể xem cái cách này nha.
đây là cái con mạch, cái con điện trở có 3 chỉ số thông dụng, linh kiện dán SMD nha các bạn. Đây, hôm nay mình có cái giá trị là 470 ha và 510. Thì cái cách đọc như thế nào? Cái hàng số đầu á là cái giá trị chỉ số của nó nha các bạn. Còn cái số thứ ba là cái số mũ của 10. Mình ví dụ như cái con điện trở nó ghi trên thân của nó là 220 á thì nó sẽ bằng là 22 nè các bạn. Nhân 10 nha các bạn. Còn số 0 với số thứ ba, đây là số thứ ba của nó nè. Là cái số mũ của nó. Là các bạn lấy 22 các bạn nhân 10 mũ 0. 10 mũ 0 á của mình á là bằng 1 nha các bạn. Có nghĩa là 22 ohm, 22 nhân 1 bằng 22 ohm nha các bạn. Còn trường hợp mà các bạn giá trị của nó là ví dụ mà ở đây nó ghi 221 á, 221 thì 22 nhân 10 mũ 1 có nghĩa là 220 ohm nha các bạn. Thì đây mình số, có số 0 thôi, 10 mũ 0 là bằng 1 thì mình cái giá trị điện trở của nó là 22 ohm thôi. Quay trở lại đây, các bạn nhìn thấy không, thực tế của nó là đối với con chiplet 5030 là 47 nè các bạn. Các bạn lấy 47 nha, tại vì hai con điện trở này nó mắc nối tiếp nhau nên giá trị của nó bằng tổng nha các bạn. Các bạn lấy 47 nè, rồi các bạn nhân với 2 là ra 94 nha các bạn. Ở đây là 5030 nữa các bạn. R hạng dòng á 94 ohm. Là các bạn nhân lấy hai cái này cộng nhau hoặc là các bạn nhân 2 94 ohm. Còn đối với cái chiplet 3528 á thì các bạn lấy 51 nè, 51 ohm nha các bạn, nhân 2. Có nghĩa là 102 ohm nha các bạn. 3528 R hạng dòng 102 ohm. Đây là giá trị hai điện trở nè, nó mắc nối tiếp nhau à. Thì các bạn nhìn thấy trên lý thuyết và thực tế của nó có gì khác với nhau không? Tất nhiên là có rồi. Là cái chỉ số của nó, của lý thuyết của mình nó tính á, nó sẽ cao hơn thực tế nha các bạn. Đây, mình sẽ ghi nha các bạn. Nó nhỏ hơn là 106 nè. 106 ohm. Và cái này nó nhỏ hơn 120 ohm nha các bạn. Đây 106, muốn gì 106 120 á. Nè 106 nè, 120 nè. Đây là cái giá trị lý thuyết nha các bạn. Nè lý thuyết nè, hôm nay mà tính nè. Còn này thực tế là mình bên người ta thiết kế mặt đó, người ta làm luôn 120 ohm. Như vậy á, từ cái lý thuyết các bạn, người ta sẽ tính theo một cái đường khác. Đó là các bạn giảm cái chị R hạng dòng xuống. Thứ nhất á, là người ta đã tìm ra những cái linh kiện mà nó dễ hơn nha các bạn, dễ, nói chung là linh kiện nó dễ tìm, dễ kiếm. Nên người ta sẽ lấy cái giá trị đó. Đồng thời á, người ta sẽ giảm cái giá trị R hạng dòng xuống nữa các bạn. Này giảm xuống hơn so với lý thuyết người ta tính toán. Mục đích để làm gì? Như các bạn cũng đã biết á, cái theo cái định luật ohm á, Y của mình á sẽ bằng U chia R. Đúng không? Thì R ở đây á, R mục đích của này các bạn, nó giảm xuống nha. Thì dòng điện qua LED á, nó sẽ tăng lên.
nè, nó cũng bằng là y led nữa các bạn, là y nè, y là toàn mạch luôn nha, y led nè. Cái y led này á, nó sẽ nằm trong cái phạm vi của nó nha các bạn. Nè, y led là y toàn mạch luôn mà. Người ta sẽ tính toán sao á, cái y led này nó sẽ cũng nằm trong cái phạm vi là khoảng 20mA đến 60mA. Thì nó nằm trong cái đoạn này là nó ổn nha các bạn. Có thể nó sẽ cao hơn cái đoạn này, nó vẫn hoạt động được, hoặc là nó dưới 150mA nó hoạt động được. Nhưng mà cái lúc đó cái chip led của mình nó sẽ nóng hơn và nó hao điện hơn và dễ chết, bị cháy hơn nha các bạn. Cái dòng nó càng lớn á, nó càng nguy cơ cháy chip led nó càng cao ha. Thì nó y led của mình á, nó vẫn nằm trong khoảng này. Nhưng mà từ cái lý thuyết đến cái thực hành á, thực tế của nó sẽ giảm cái giá trị R xuống nha các bạn. Điện trở nó giảm xuống với mục đích á, là nó tăng cái dòng điện qua led nè, tăng cái dòng điện qua mạch luôn, làm cho cái đèn led sáng hơn nha các bạn. Rồi, vậy là video này á, mình hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn đã tính được cái điện trở gián SMD. Đây chính là cái điện trở hạng dòng khi mà các bạn sử dụng trong cái đèn led bulb. Bao quát nó dùng chip led là 3528 và 5030. Thì đây á, là các bạn có thể áp dụng tính toán luôn các đèn chip led loại khác á, hoặc là các bạn có thể thiết kế mạch sao mà cho nó cái giá trị điện trở hàng dòng cho nó ổn định nha các bạn. Đây cái giá trị nè, các bạn có thể áp dụng được cái công thức tính như thế này. Đối với những cái đèn led đơn giản nha, các bạn có thể tính được cái giá trị R hàng dòng. Và đồng thời các bạn nên chọn theo cái hướng là như lý thuyết, các bạn tính toán như thế này, giá trị cao thì các bạn trên thực tế các bạn lo giảm cái giá trị R hạng dòng xuống luôn nha các bạn. Mục đích đó làm tăng cái giá trị y led lên. Tại vì theo định luật ohm á, thì hai cái này nó tỷ lệ nghịch nhau các bạn. R giảm á, thì y sẽ tăng lên cho nó sáng hơn. Nhưng mà một y led nó vẫn nằm trong cái phạm vi của nó đó nha các bạn. Đây, nó nằm trong cái khoảng này á, là nó ok. Rồi, và là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì á, các bạn có thể để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.